Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Ok, thì hiện tại mình đang ở sa mạc nha các bạn. Có em Lavetta nè. Mình cũng đang tìm con này luôn. Đây, Lavetta đây. Đây là một con kiểu như là sâu lửa đó các bạn. Nhìn nó cũng khá giống mặt trời. Rồi mình sẽ bắt nó luôn bằng quả Whipball nha các bạn. Whipball nó sẽ tăng tỷ lệ là 5 chấm khi mà chúng ta sử dụng nó trong cái lần quăng bon đầu tiên. Trời, chúng ta thất bại rồi kìa. Còn cái lần thứ hai trở đi thì nó sẽ trở về cái tỷ lệ bình thường nha các bạn. Ở đây mình sẽ tiếp tục dùng Pokeball quá. Tiếp tục dùng Pokeball thôi. Trời ơi, mới lần đầu mà em Lavetta. Nó hút máu của mình kìa. Ghê nha. Tiếp tục là Pokeball đi. Trời ơi, mới lần đầu mà con này gây khó khăn cho mình quá. Ok. Ôi, vẫn không được các bạn ơi. Thunderbolt như thế nào? Hy vọng Thunderbolt sẽ phát huy hết tác dụng của nó. Ôi, lần này cũng không thành công luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục dùng Thunderbolt nữa nha. Con này coi bộ khó nhai đây ta. Thunderbolt. Và lần này thì ta-la! Chúng ta đã thu phục được em Lavetta rồi các bạn ơi. Bên đây có một con hà mã cát. Con này con nhỏ nè. Đây là Hippopotas. Nhìn rất là dễ thương luôn nha các bạn. Mình sẽ thu phục nó. Thu phục nó ngay thôi. Tiếp tục. Mày bảo mình cấu nó cũng khá là ít máu rồi. Mình sợ con Incineroar. Incineroar nó bị ru ngủ rồi kìa. Mình đang sợ Incineroar nó đánh mà quá tay thì mấy cái con này nó chết hết. Whipburn, cố lên nào Whipburn. Ui, vẫn không thành công. Trời ơi, nãy giờ tôi giới thiệu Whipburn mà làm nuôi hụt hẳn quá vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng Pokeball tiếp tục nha. Whipburn không được thì dùng Pokeball thôi. Không có gì phải sắn. Ui, đánh chết con hàng của mình luôn. Ok, lần này thì tiếp tục là Pokeball. Hy vọng sẽ thành công. Và lần này thì ta-la! Cũng thành công luôn. Cái con Edkan này. Edkan nó đang mê mình nãy giờ. Trời ơi. Có vẻ như con Incineroar này nó level nó không đủ để mà mấy con Pokemon khác phải khuất phục. Nên nãy giờ mình sử dụng nó hai lần rồi cũng khá khó khuất phục đây. Lumo, đây, thu phục em này luôn nha các bạn. Con này là lạc đà hả? Đây là lạc đà cát. Còn kia là hà mã cát. Wow. Ở sa mạc này có nhiều Pokemon thú vị quá. Lần trước chúng ta tham chiến ở Savannah rồi. Lần này thì mình đi qua Desert thôi. Whipball. Lần này thì ta-la! Nó không. Mình được cái thành tựu kìa. Round 1 knockout. Đây là thành tựu là một hit chết luôn đấy các bạn. Kiểu như là quăng một quả nhận được á. Tại vì lần đầu tiên chúng ta sử dụng Whipball chỉ được một lần trong một trận thôi. Mà phải sử dụng trong trận nha, chứ quăng ở ngoài thì nó sẽ không có tính. Hên xui lắm. Bên đây có em Pokemon nào nè. Nó nhỏ xíu à. Chúng ta qua xem thử nào. Đây là Heliopstyle. Mình lỡ tay đánh chết nó rồi. Trời ơi, chán thiệt chứ. Ui. Chán quá các bạn ơi. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục. Mình sẽ tiếp tục đi qua cái vùng khác đi. Trời ơi, kiểu này là chết tôi luôn á. Con cái Ultra Chest ở này nè. Để mình qua mình nhặt nó luôn. Kiểu như bị lắc nha. Chúng ta phát hiện được một cái Fire Gym nha các bạn. Fire Gym nhìn rất là đẹp luôn. Đây là một trong hai cái hội quán lửa nè. Cái loại này thì là cái loại Beacon Fire Gym. Rồi, để mình xem mấy ông này bán bon có rẻ hay không. Bán Pokeball rất là rẻ luôn. Nhưng mà bán Ultra Ball thì mắc quá. Ok. Để mình sẽ tiếp tục di chuyển. Tập hôm nay vẫn là một tập về thực hiện thử thách cũng như là
Đi phiêu lưu thưa các bạn. Trước tiên thì mình sẽ đi phiêu lưu trước và mình sẽ để phần thực hiện thử thách ở phần cuối của video này nha. Các em đít đít ở đây nè. Đít lịt. Lụm mày luôn nha con. Đít lịt nè. Ui, cũng lỡ tay luôn, trời ơi. Cái skill Fury Sweep này nữa, Fury Sweep đúng không? Nó khá là nguy hiểm đây. Mình đọc nhầm, tưởng là Fawn Sweep chứ. Đây là Fury Sweep. Trời ơi, hai em đều bị quá tay hết luôn. Ôi, chán vậy. Thôi, để mình lên đây đi nhặt cái Ultra Jet này cái đã. Trời ơi, nãy giờ tính tổng cộng là ba con đã bị sảy mất rồi. Thật đáng buồn. Ultra Jet. Ồ, nó cho mình Fling nè. Ngon. Ồ, bên đây có Poker Jet nữa nè. Ta-da. Ui, X Accuracy cũng được thôi. Mình sẽ đi vòng vòng đây xem thử còn em Pokemon nào mình chưa có hay không. Mình cũng sẽ bắt hết luôn. Ok, chúng ta sẽ tiến hành lên đường tiếp thôi các bạn ơi. Đít lịch. Lần này thì mình sẽ không dùng skill nữa, dùng luôn quả Whipball luôn. Dùng Whipball luôn cho nó nóng. Và lần này thì Chala, thành công rồi, không sống nữa thôi. Không sống nữa rồi. Shaping nữa nè, con hồi nãy nè. Đây. Emperor nó. Đó, thằng này chúng ta sẽ dùng từ từ thôi. Ui, con này nó bắn lửa mình kìa. Nhìn cái effect rất là đẹp luôn nha các bạn. Ui, hình như là Flame Rower sao á. Nhìn rất là đẹp luôn. Ôi, nó bị cháy rồi kìa. Lần này mình sẽ dùng luôn quả Whipball luôn nha. Whipball này thì tác dụng nó rất là cao cả luôn. Mỗi con Pokemon trong một trận sẽ được sử dụng một quả thôi. Quả thứ hai thì hiệu ứng nó như không thôi à. Ok, có thêm được một em Trapping nữa rồi. Mình sẽ tiếp tục phiêu lưu nha các bạn. Tiếp tục ở đây toàn là Numo không vậy? Quá chừng Numo luôn, Trapping nữa nè. Chúng ta lên đây xem thử nào. Numo và Trapping thôi. Có cái Poker Chest ở hướng này nè. Desert Temple. Quá đã luôn các bạn ơi. Chúng ta cùng vào khám phá xem thử Desert Temple này nó có gì nha. Ngon ngon ngon. Ngon ngon. Hy vọng có Master Ball. Ta-da. Ui, chúng ta được Band of. Cái này là cái engine nọc độc đó các bạn. Để mà khảm vào cái kiếm á. Trời ơi, chúng mình sẽ cất mấy cái món đồ không cần thiết vào đây hết. Ui, nó được vàng, sắt, chỉ, xương nữa nè, táo vàng. Và được một tấm upplay. Mấy tấm này thì khi sưu tập đủ 16 tấm chúng ta có thể hồi sinh được em Aces đấy các bạn. Mình sẽ đặt tên cái này trước đi. Đó, chúng ta sẽ đi về nhà cất đồ cái đã. Inventory của mình nó đang full rồi. Chắc tập hôm nay mình sẽ đi tiến hành chế tạo một cái pit bắt bắt quá. Inventory nó bị full hết rồi. Ok, cất mấy cái món đồ không cần thiết vào trong đây hết. Đủ hết rồi, chúng ta sẽ đi quay trở lại cái Desert Temple này thôi. Ta-da. Ở đây. Chúng ta thêm được một tấm play nữa nè. Ngon. Quá xịn luôn. Quá chừng bá đất. Mình sẽ lấy mấy cái block này lên. Chúng ta sẽ chồng đường đi lên cho nó logic hơn. Không teleport nữa. Rồi, chồng đường đi lên. Chúng ta sẽ giữ nguyên cái trạng thái ban đầu của nó thôi. Đủ rồi, đi ra đây thôi các bạn ơi. Quá xịn nha. Rồi, cũng còn trống một mớ trong inventory rồi. Quá ngon. Ây da. Trời, nó cũng tối rồi kìa. Nguy hiểm thiệt chứ. Để mình lên đây. Đây đây. Em đây. Đây là Cagnia nha các bạn. Cagnia. Lụm mày luôn nha Cagnia. Em xương rồng. Woodbone thử có tác dụng hay không. Và lần này thì chala, thành công rồi. Dưới đây mình phát hiện thêm một em Dustrio nữa các bạn ơi. Sẵn mình thu phục nó luôn.
Nãy giờ mình có đánh nhau mấy hiệp với nó rồi, khó thu phục quá. Với lại nó hơi dài để mình skip đi một tí nha các bạn. Nó, con này nãy giờ nó làm khó mình lắm. Thôi mình sẽ tiếp tục dùng. Ôi giờ mình bấm nhầm quả fastball rồi. Trời ơi, con chuột của tôi nó nhanh quá. Nó cứ dùng skill này với mình hoài ha. Skill này thì nó hút của mình rất là nhiều máu luôn nha các bạn. Tỉnh mệnh á. Chết tôi luôn á. Thôi chúng ta sẽ cố gắng một tí đi, không thành vấn đề. Cố gắng một tí. Pokemon. Mình nên dùng Dust Ball không ta? Ui, nó cứ dùng skill này với mình hoài à. Cái hiệu ứng skill thì cực kỳ đẹp luôn. Dust Ball đi. Trận này dùng Dust Ball đi. Mình có cảm giác như là em Incineroar này sinh ra không dùng để thu phục Pokemon hay sao á. Tại vì level nó thấp quá, mình phải cần luyện cho nó cao đi. Chúng ta sẽ chọn những con level cao như là Kirio này nè. Level 50, cao nhất trong cái đám Pokemon của mình rồi. Mình sẽ cố gắng thu phục nó luôn bằng Dust Ball nha. Chọn những con level cao thì may ra những cái con Pokemon này nó mới chịu khuất phục lần đó nha các bạn. Lần này thì thành công rồi đó. Cuối cùng thì nó cũng khuất phục được rồi. Tốn khá là nhiều thời gian của mình rồi. Đây là Scorupi. Ồ nó đang đánh nhau hả? Ồ đang đánh nhau với con Scorupi bên đây. Qua đây có một em hình như là Sandile sao các bạn? Cá sấu cát. Con này thì cái hình ảnh sao nó xấu vậy? Nhóm tác giả vẫn chưa cập nhật lên luôn. Whipple. Này khá thất vọng ha. Đáng lẽ hình ảnh nó phải trơn tru hơn chứ. Thành công ngay. Có thêm em Sandile rồi. Ở bên đây có cái Master Chat nè. Và nó có hình như là con Sandslash hay là Sandrill gì đó. Mình cũng không nhớ nữa. À đây là Sandslash các bạn ơi. Gì nữa nhớ mang máng thôi. Nó lại bị độc nữa rồi kìa. Ở đây mình sẽ dùng skill Darknet này đi. Skill này thì rất là mạnh luôn nha. Nó cấu nhiều máu lắm. Con của mình mới cấp 37 thôi. Đang solo với con cấp 50 đó. Ây da, thu phục nó luôn bằng Whipple đi nào. Whipple, cố lên nào. Ây chết. Ê, mình quên đổi qua mấy con level cao như là Kirio rồi. Để Incineroar này thì biết ngay mà, khó thu phục lắm các bạn ơi. Đổi qua Kirio nè. Nó đổi qua mấy con level cao như thế này mới dễ thu phục. Lần này thì mình dùng luôn quả Dust Ball nha. Trời cũng đang tối và mình đang ở độ cao là dưới 80, nên là Dust Ball nó sẽ có hiệu quả rất là nhiều đó. Xa là thành công rồi. Trap. Mình đã thay bằng Fury Sweep rồi. Từ giờ thì Incineroar của mình sẽ mạnh mẽ rất nhiều. Scorupi hả? Thu phục mày luôn nha con Scorupi. Livermon nào. Livermon. Cố lên cố lên. Chà là thành công. Con này mới cấp 7 mà. Gibo thì mình có rồi hả ta? Có rồi thì giết nó luôn. Gibo. Gibo hả? Chết mày rồi nha con. Nó cho mình xương nè, cũng ngon đó. Cứ mình qua kiểm tra xem cái Master Chest bên đây nó chứa cái gì nào. Với tỷ lệ 1/1000 để mà có được một quả Master Ball đó các bạn. Chúng ta được skill Trick Room rồi. Cũng được thôi. Bên đây thêm mấy em Pokemon nữa nè. Đây là Weeble và Rayveiler. Đang đánh nhau rất là sung luôn. Lại một em Sandile nữa. Mình giết nó luôn thôi nào. Sandile hả mày? có con Yamask. Con này nhỏ xíu à. Mém tí là mình bỏ lỡ nó rồi. Con này như nó theo đội họ tiễn nè. Chà là đội họ tiễn gì thì cũng bị mình thu phục hết á. Rayveiler, giết mày luôn nha con. Mày nè. Ây da. Chúng ta sẽ đổi qua con Sider đi. Rayveiler này nó mạnh quá. Là một hit cái con của mình đi luôn. Tụi này nó mang hệ đá đấy các bạn. Nên nó bị khắc bởi hệ lửa. Nó đánh hệ lửa như con luôn. Diddlit hả? Giết mày luôn nha Diddlit. Tiêu diệt hết mấy con này luôn nha.
mày nè con, đít lịch hả? À, xong rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục phiêu lưu thôi các bạn ơi. Và thử bên đây còn em Pokemon nào mới hay không? Chúng ta hãy cùng đón xem. Ồ, em này mình có rồi. Em Hà Mã Cát hồi nãy rồi. Lại là em Hà Mã Cát nữa nè. Ok. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục bay về hướng này đi. Qua nhặt cái Pokéchest dưới đây cái đã. Đây, ở đây rồi. Cha là. Ui, được toàn mấy cái thuốc đồ không à. Ồ, chúng ta phát hiện ra một cái ngôi làng nữa nè. Và ngôi làng này nó không có cái gym các bạn ơi. Không có mấy cái hội quán rồi. Trời ơi, tưởng chúng ta phải thêm một cái hội quán nữa chứ. Ngày hôm nay mới phát hiện được một cái file game thôi. Để mình vào trong đây coi thử có gì. Chà là. Ui, có sắt nè. Sắt có thêm rất là nhiều cái công cụ nữa nè. Để mình đi về nhà cất đồ thôi. Trước tiên mình sẽ lưu chỗ này là village nha các bạn. Village. Ok. Teleport về nhà thôi. À, chúng ta sẽ đi về cất lại mớ đồ đi. Đồ nhiều quá rồi. Cất bớt. Đó. Cất bớt hết cái mớ này luôn. Iron pickaxe mình sẽ cất này luôn nè. Bao shit ọt. Cất luôn. Rồi. Bên đây nữa nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi qua kia và lấy thêm đồ nha các bạn. Ê à. Tôi lại bật xuống dưới đất luôn kìa. Ở đây nó có cho mình cái O-Rod nè. Và thêm một cái mũ, mình sẽ thay đi. Đổi cái mũ này cho nó sốc. Ok, vào đây cùng kiểm tra thử mấy anh bán hàng như thế nào ta. Ây da, để mình đi ra ngoài này cái đã. Master Jet hả? Nằm ở đâu vậy? Caterpie. Để mình đi nhặt cái Master Jet này cái đã. Cái rương Master. Đâu rồi? Chà, chúng ta được Thunderbolt. Ồ, phóng điện hả? Trời ơi, Caterpie. Qua bên đây mình tiêu diệt nó luôn. Mình cũng đang cần chỉ. À mà hình như hồi nãy ở đi sợ là mình đủ chỉ rồi đó. Đủ chỉ để làm ba lô rồi. Hò, quá đã luôn. Ồ, Metapod. Sẵn qua thu phục em này luôn. Để mình thu phục em này xong về chúng ta sẽ làm mấy cái ba lô nha các bạn. À, mình đủ muốn làm một cái ba lô rồi. Ở đâu đâu mấy cái được. Ba lô bự luôn. Metapod. Đó. Đậm mây luôn. Bằng Leaferbone nha. Con này mới cấp 10 thôi. Hy vọng Incineroar không là mình thất vọng. Ui. Nó lại không được rồi. Hay da lần này chắc phải dùng tiếp tục quả Leaferbone này đi. Trời ơi. Con Incineroar này là mình thất vọng nhiều quá rồi đó. Lần này thì thành công rồi đó. Ồ, Oricorio. Đâu? Ồ, con chim này mình có rồi. Con chim lửa thôi. Mình mới có một con hệ lửa và một con hệ hệ tâm linh thôi. Giờ để mình về nhà tiến hành chế tạo đồ thôi các bạn ơi. Ta sẽ cất đồ lại trước đã. Cầm cái Oros này theo đi. Chắc trong mấy tập sau mình sẽ tiến hành đi câu em Green Ninja nha các bạn. Mình sẽ đi câu luôn. Đó, trong tập sau đi, tập sau chúng ta sẽ đi câu. Trước tiên mình sẽ cần phải có cần câu đó. Đây. Mình sẽ cần 8 cái Power Leader này đi. Chúng ta à, 6 tấm. Đó. Hồi nãy ở ngoài kia mình có được 8 tấm thôi. 6 tấm nữa là đủ 14. Tiếp theo chúng ta sẽ cần sắt. Để làm mấy cái gậy bằng sắt nè. Ui mình thiếu sắt rồi các bạn. Chúng ta thiếu sắt rồi. Mình sẽ cần 12 cọng chỉ nè. Và 12 cái thỏi sắt. Giờ mình mới có 10 thỏi thôi. Chúng ta cho nấu đi. Đủ 14 cái da thuộc rồi. Hay cần thêm 2 thỏi sắt nữa để mình đi đào luôn nha các bạn. Nó chắc cũng gần đây có mấy cái hang nè. Chúng ta sẽ đi qua đây luôn. Đi qua đây. Ồ, Zizagin hả? Con này mình chưa có nè. Bắt mày luôn nha con. Cứ Liverpool mà quăng thôi. Lần này thì đừng làm tao thất vọng nữa nha, Incinerate.
Và chắc là phải như vậy chứ. Bên này với cái hang này như nó mình đi rồi sao á, có cái hang bên đây mình chưa đi nè. Đó, chúng ta cùng xuống đây đi. Một cái hang này nó sâu quá ta, sâu quá sâu luôn à. Có thang nè, bên đây nó có cái lava hả. Một cái sắt nè. Đủ rồi nha các bạn, đào thêm một mớ luôn để mình khám phá hết cái đoạn hang này luôn nha. Ồ, có nhôm luôn nè. Đây là quặng bauxit. Chúng ta sẽ đi vào trong đây coi thử có gì nữa không. Ồ, nó có một cái lỗ. Ồ, và gặp em Cheldu. Cheldu. Con này thì nó có nội tại là một máu các bạn. Bạn thấy không, mình đánh nó còn dư lại một máu đó. Và bên đây là kết thúc cái hang rồi. Có thêm một cái quặng bauxit nữa nè. Ok, trở về nhà và cho nấu cái số sắt này thôi nha các bạn. Đi về ra đây cho nó nấu sắt thôi. Trên đây là quặng bauxit nè. Sẵn mình sẽ thu hoạch mấy cái thu hoạch mấy trái African đã được nấu chín ra luôn nè. Quá nhiều luôn. Ây da. quá đất luôn. Rồi, chúng ta sẽ dọn dẹp cái này một tí nha. Kiến hả? Kiến thì mình sẽ vào trong đây và cất nó đi. Cất kiến lại nè. Đó, Aurora chúng ta sẽ để ở đây. Bây giờ ráng ở đây và lấy cái số Iron Ingot này thôi nha các bạn. Mình sẽ tạo trước hai cái cây. Đó. Ây da. Con chuột này nó bấm kỳ quá vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo mấy cái bắt nha các bạn. Trước tiên mình sẽ cần tạo mấy cái khung trước. Đó, ở đây chúng ta sẽ có ba loại khung là Wooden, Stone và Iron. Đó. Rồi, đây là Top nè. Đó. Top, Middle và Bottom. Tức là phần đáy, phần giữa và phần ở trên cùng đó. Nó ghép lại như vậy là chúng ta sẽ có được một cái bắt thật là bự. Hay còn gọi là Big bắt đó. Nó chứa rất là nhiều đồ nha các bạn. Gấp đôi cái số inventory của mình luôn đó. Ok, cất sắt lại vào. Cất sắt vào chứ. Bị lẹo. Đủ đồ rồi. Bây giờ mình sẽ đi tiến hành thử thách của ngày hôm nay nha các bạn. Thì thử thách của ngày hôm nay chính là thu phục và tiến hóa mấy em Rock Root, hay còn gọi là Iwanko đấy các bạn. Ở đây mình sẽ qua cái tọa độ này mình đã tìm trên chân bay. Nếu bạn nào không biết cách sử dụng thì có thể lên chân bay và tự tìm hiểu nha. Đây mình sẽ đặt là Kotaiga Hills. Kotaiga Hills. Cho nó màu xanh này đi. Vùng này sẽ có Rockbrick nè. Mới qua cái có luôn. Rockbrick con này cấp 24. Thì mấy con Rockbrick này nó sẽ tiến hóa khi nó đạt cấp 25 nha các bạn. Và nó sẽ có 3 dạng tiến hóa: ban ngày, ban đêm và khi lúc hoàng hôn. Rất là kinh khủng luôn. Ok. Rockbrick đây nữa nè. Mình sẽ tiến hành bắt 3 con Rockbrick. Trước tiên bắt cái con Paneri này cái đã. Tự nhiên chạy qua trước mặt tôi hả? Bắt ngay Paneri. Lụm luôn. Quá đơn giản luôn. Rockbrick. Con này bự hơn xíu nè. Con hồi nãy nó nhỏ quá à. Mấy con bự này mình rất là khoái. Bắt cho nó sướng. Đó, tiếp tục là Whitbon thôi nha các bạn. Tiếp tục là Whitbon. Đó, thành công ngay. Thêm một em Rockbrick nữa nè. Quá xinh. Đó, mình sẽ bắt luôn. Con này tuy nhỏ nhưng mà kệ nó, cứ bắt luôn. Bắt nó bằng Whitbon thôi. Cứ Whitbon mà chúng ta xả thôi. Cái tỷ lệ thành công Whitbon nó cũng khá là cao đó. Rồi, ngon như vậy chứ. Giờ mình sẽ xóa con Rockbrick khỏi cái game shark này. Đó, để chúng ta đỡ phải tìm nó. Mình sẽ tìm con Infernape luôn. Mình nghe nói là Infernape nó cũng xuất hiện ở tại cái vùng băng này nữa. Không hiểu tại sao nhưng mà đó là thông tin của Wiki nha các bạn. Rất là hay luôn. Đây, ở đây mình sẽ cầm 3 con Rockbrick ra luôn nha. Đây, 3 con Rockbrick. Quá là xịn luôn.
Con này kích thước giant và không cộng không trừ, ngon nè. Mình kích thước small, hai con kích thước small. Cũng quá là ngon rồi. Mình sẽ cho cái con Rubric giant qua cái đã. Hai con cấp 24 hả? Thì hai con sẽ lên cấp rất là mau đây. Con kia thì hơi lâu một xíu nha. Trời ơi. Ồ. Togedemaru. Togedemaru. Wow. Cái tên đậm chất Nhật Bản luôn nha. Ok. Sẵn mình sẽ yeah. Coi bộ đánh không xin nha rồi. Mình sẽ chuyển qua con này đi. Chuyển qua Incineroar để mà đánh cho nó lẹ. Lụm nó luôn bằng Whitbon nè. Togedemaru. Ui, không thành công rồi. Chán nha. Chúng ta sẽ tiếp tục bằng mấy quả bon khác đi, như là Pokemon nè. Ui, nó làm tê liệt mình luôn kìa. Trời ơi, con này hư quá. Vẫn không thành công các bạn ơi. Khó quá nha. Ember nó thử. Ember mày. Ui, mày quá Ember nó. Nó cũng rút được một tí máu cho mình, đỡ hơn phần nào rồi. Tiếp tục là Pokemon thẳng tiến. Lần này thì Tala thành công rồi đó. Phải như vậy chứ. Ồ bên này có một, ồ có con Dilin nè. Định qua nhặt cái Pokechest nhưng mà mình sẽ thu phục cái con này trước nè. Dilin, Dilin này thì nó có 4 mùa nha các bạn. Xuân hạ thu đông, và chúng ta đang ở bên cái vùng lạnh. Tức là cái con Dilin này sẽ là Dilin mùa đông nha. Đó. Rồi, thu phục mày luôn nha con. Whitbon và tiếp tục thôi. Cứ tiếp tục dùng Whitbon và hy vọng thôi. Ây da, coi bộ khó khăn quá ta. Dustbon. Trời nó cũng sắp tối rồi. Dustbon, phát huy tác dụng đi. Book cái chết. Ờ, Honeydew Berry mình không cần đâu. Có thêm em Dilin. Lại thêm một em Pokemon mới nữa rồi. Ok. Ở đây mình sẽ tiếp tục đi luyện cấp cho mấy con Rubrub này nha các bạn. Luyện cấp cho nó hơi khổ quá ta. Tuy dùng mấy cái tuy dùng mấy cái Bisha nhưng mà mình cảm thấy nó cũng khá là lâu đó. Phải có những con boss kìa. Đây mới nhắc xong luôn. Ôi, có cả con Sobuk này luôn. Sobuk mùa đông nha các bạn. Nhìn nó rất là đẹp luôn. Nó có tuyết bao quanh sừng nó, cũng như là bao quanh mấy cái phần lông ở dưới chân và ở cổ luôn nè. Quá là đẹp. Quá là ngầu. Này, cố gắng thu phục nó thôi các bạn ơi. Không thành công. Khó quá ta. Để mình sẽ tiến hành dùng quả Dustbone luôn đi. Trời nó đang tối mà. Cứ Dustbone chúng ta thẳng tiến thôi. Lần này phải thành công như vậy chứ. Để mình qua mình xử con Dilin bên đây luôn. Dilin hả mày? Ây da, con này chanh lè quá vậy. Boss uncommon. Chanh lè luôn, trời ơi. Bắt mày luôn nha con. Dứt mày luôn nha, Freebird đó nè. Thần điểu quả cảm. Một hit khác là chết luôn. Trời ơi. Rất ít nó tăng thêm 260 mấy kinh nghiệm nữa kìa. Ồ có một em đây. Đây là cúp chu này. Cúp chu đúng rồi. Đây à, nhìn rất là đẹp luôn. Cúp chu. Cứ Whitbon mà giả thôi các bạn ơi. Vẫn thành công liền. Quá xịn. Chúng ta sẽ tiếp tục kiếm thêm mấy em Pokemon mới ở vùng Kotaga này nha các bạn. Ở vùng băng tuyết này. Rồi. Bên đây có con gì đây? Đây là Vanillite. Để mình đánh nó thử phát đã. Ui. Trời, mình thấy nó cấp 24 mình định cấu thử ra về. Tại vì nó hệ băng đấy. Còn hệ lửa đánh hệ băng là các bạn cũng hiểu rồi đó. Trời ơi. Chúng ta nhặt cái Ultra Chest này cả nha. Ultra Chest. Vừa một công đôi việc luôn. Nhặt Ultra Chest nữa nè. Đây có một em Snorunt. Snorunt. Lụm mày luôn. Vẫn là quá tây nữa. Trời ơi.
Nãy giờ quá tay hơi bị nhiều đấy. Ây da, qua nhặt cái Ultra Chest này đi. Lại gặp mấy con Cúp Chu. Ultra Chest. Nó ngồi sau mình hả? Thôi chắc chúng ta không nhặt nó luôn đi. Đi tìm mấy game khác. Đi tìm mấy em Pokemon cũng như là mấy em boss khác để mà luyện cấp. Ôi, luyện cấp hơi lâu nha. Master Chess nữa nè. Wow, trời ơi, tụi nó đang đánh nhau các bạn ơi. Khá là chán nha, không có em Pokemon nào xuất hiện cho mình lên cấp hay sao. Chúng ta ra được cái vùng mới đây này. Như đây là Iplans đấy các bạn. Nhìn rất là đã luôn ha. Đây Snorunt. Lại tiếp tục thu phục mày, lần này thì tao không đánh mày nữa đâu. Woodbone rồi thẳng tiến thôi. Trời, thu phục Pokemon nãy giờ mình dùng Woodbone khá là nhiều ha. Nãy giờ cũng được mười mấy, hai mươi mấy em Pokemon rồi đó. Mới mười mấy thôi, chưa tới hai mấy đâu. Dưới đây có một con đây. Đây là Sileo nha các bạn. Sư tử biển. Sileo. Coi bộ cấu máu nó hơi khó một xíu. Nhưng ta sẽ cố gắng hơn. Nó đang bị cháy luôn kìa. Ui. Nó quá tay luôn, nó tự đánh đó các bạn. Chán thiệt. Đây bên đây có con Cúp Chu nè. Chúng ta sẽ đi qua dứt nó thôi. Cúp Chu. Con này cũng xanh lè luôn. Thrash đó. Thrash đó. Nó làm cái gì vậy? Hút máu mình hả? Đúng cái hiệu ứng skill đó. Quá là đẹp luôn các bạn ơi. Xịn nha, xịn nha. Ây da, mình bấm nhầm mấy em rốc rốc ra rồi. Mình bấm cho chúng nó escape cái đã. Escape đi. Ta sẽ bắt đầu đánh lại thôi. Ây da. Định bấm Fireman mà nó cứ quen tay bấm Thrash thôi. Trời ơi. Thì mình sẽ qua em Swanna này đi. Chúng ta sẽ dùng Prebus đó. Mày này con, chết mày chưa? Và chúng ta đã được lên cấp rồi kìa. Rất rất. Cái con to nhất của mình, cái con kích thước Saiyan đang bắt đầu tiến hóa nha các bạn. Và đây là buổi tối. Chúng ta sẽ có được em rất rất với cái form là Midnight. Màu đỏ và nó đứng bằng hai chân luôn nha các bạn. Nó có tay luôn đó. Bây giờ là nó trở thành người sói rồi đó. Ghê vậy. Bên đây có một con Linkerop nè. Linkerop. Nó cũng dày luôn. Con này thì nó spawn nè các bạn. Rất là đã nha. Linkerop này thì nó quá nhỏ rồi, mình không cần đâu. Bây giờ sẽ tiến hành giết luôn cái con Linkerop này. Trước tiên mình sẽ coi rốc rút cái đã. Các bạn thấy không? Mắt nó đỏ chét nè. Ui, ghê chưa. Rồi, đi qua giết con Linkerop này thôi. Chuyển qua con Incineroar, giết cho nó lẻ. Mày nè con. Rốc rốc kia lên được cấp kìa. Con này gần lên cấp rồi. Hình như con này con cấp thấp nè. Trời ơi. Khó khăn quá, sẽ là một cái quá trình dài để các bạn ơi. Lẽ ra chúng ta nên thu phục ba con cấp 24 thì hơn. Ok. Hy vọng trong buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cố gắng được. Rồi. Tiếp tục qua khu Sega, tiếp tục trend level thôi. Mình chỉ sợ là cái con rốc rít này nó lên cấp không kịp giờ thôi. Rồi, ở đây thì có thêm một cái Poké Chest nữa nè. Sẵn đi qua lượm và đi kiếm thêm mấy em Pokemon mới luôn. Ferocious. Coi ngon. Ferocious hả? Đi qua chơi mình luôn nha con. Đâu rồi, nó ở đâu rồi? Đây. Ferocious cũng xanh lè luôn. Rare Bird nó. Mày cấu rất là nhiều máu luôn. Ây da, nó cũng cấu mình cũng nhiều lắm. Slash nó đi. Đây là skill xé gió đó các bạn. Ây da, mình đặt nhầm rồi. Ôi ôi, cái này phải đặt cái IPC với con cấp 24 chứ.
Bây giờ lại luyện từ đầu khổ thiệt chứ. Bachisiru. À Bachirisu. Đọc bị lẹo lưỡi. Rồi, cứ quýt bon mà xả thôi các bạn ơi. Nó lại lên thêm 171 XP nữa kìa. Mình tìm luôn con rốc rít. Có gì cho nó tiện. Chứ phải liền cái con cấp 21 này nó khổ quá. À quên, phải liền cái con cấp thấp này nó khổ quá. Pinary mình có rồi, chúng ta sẽ không đánh nó nữa đâu. Con này thì cấp nó thấp quá. Bên đây có gì không? Ồ, lại con Bachirisu nữa. I plan quá đã luôn ha. Chỗ này mà đi bay nhảy thì nó gọi là quá là tuyệt vời luôn. Oh, Biddle. Hehe, Biddle. Cơ hội để chúng ta lên cấp cho Robert đây rồi. Cuộc chiến trên không. Mày hả con? Láo hả mày? Swanna của mình mạnh lắm đó. Mày hả con? Ủa, nó cho mình một cái len kìa. Ngon. Power len. Ui, nó lên được mỗi tí à. Khó các bạn ơi. Chúng ta sẽ cố gắng để cho em Robert này lên cấp. Z-Zagin hả? Mày hả Z-Zagin? Là cho mình xương nữa nè. Ngon. Ồ, đây, con này mình chưa có nè. Piloswine. Piloswine. Con này nó bự quá ta. Hình như là tiến hóa một cấp nữa của nó là Mammoswine đấy. Rất là đã luôn đó. Con kia thì nó ngầu hơn, con này thì lông nó nhiều quá. Whitburn, có lên nè Whitburn. Whitburn, không thành công rồi. Ồ, nó cấu mình đau quá. Chúng ta sẽ quăng thêm một quả là Heavy Ball đi. Có thể là con Incineroar này nó không hợp. Rồi. Trời ơi, đánh đau nha. Bây giờ mình bấm nhầm. Qua con Swanna này đi. Ui, Swanna vẫn bị mất máu nhiều nữa nè. Chúng ta sẽ tiếp tục dùng Heavy Ball đi nha các bạn. Con này thì nó cái quả Heavy Ball này thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ bắt theo kích thước, theo khối lượng á. Hay lắm. Rock Term hả? Ok. Ây, được thành tựu mới rồi nè. Và mình nãy mình có cho cái con Rockbrick kia ra. Trời ơi, xui thế. Ở dưới đây nó không có đường hầm bí mật rồi. Tưởng cái Igloo này nó có đường hầm bí mật chứ. Trời ơi. Zizakin. Ở đây còn em Pokemon nào mới hay không? Ở đây có em Fluffy nè. Fluffy. Đậm mày luôn như con Whitbon thôi. Đây là cấp 2 của con Marip nha các bạn. Nó biết đứng bằng hai chân rồi đó. Cấp 3 thì nó sẽ có cái thuộc tính là rồng luôn. Hệ rồng luôn đó. Ồ, Skidoo hả? Đậm mày luôn nha Skidoo. Đọc nó khó đọc quá. Skidoo. Quá khó đọc luôn. Ok, thành công thêm một em nữa. Đây có con Shranwill nè. Ủa, sao mình nhớ mình quan con Shranwill mà lại gặp cái con Skidoo này nữa. Tính mày tính chạy thoát hả? Sao mà chạy thoát được tao chứ. Tiếp tục lụm mày luôn bằng Whitbon nè con. Đó, tiếp tục lụm nó luôn chứ ngại gì. Ủa, không thành công các bạn ơi. Con này coi bộ khó ăn nha. Nhìn nhỏ nhỏ như vậy mà khó ăn quá ta. Liverbone. Trận này thì vẫn không thành công luôn. Trời ơi, khó quá vậy. Mình sẽ đổi qua Kido nha các bạn. Đổi mấy em level cao như thế này để cho tụi nó dễ dàng khuất phục hơn. Nên mình sẽ tiếp tục dùng Liverbone nha. Coi thử có sự khác biệt không.
Lee Kuban. Và lần này có sự khác biệt thật đó các bạn. À da, cái cây này. Trời ơi. Đây, swine up hả? Thu phục mày luôn, kêu ôm sòm nãy giờ. Witchborn nha. Từ bây giờ tới đây mình sẽ sử dụng mấy con level cao để mà thu phục cái mon cho nó dễ. À, thêm một em nữa và rấp rấp của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa rồi các bạn ơi. Đây là ban ngày và chúng ta sẽ có được cái form thứ hai là cái form Lincoln Rock ban ngày nha. Ồ, con này thì đứng bằng bốn chân. Ồ, chúng ta được một skill mới kìa. Thay ngay. Ồ, để mình cho bạn xem sự khác biệt giữa hai con Lincoln Rock nha. Ồ, một con là cái form ban ngày và một con form ban đêm. Ồ, quá đã luôn. Ôi ôi, con mắt đỏ, một con là mắt xanh dương. Hay nhỉ. Ở đây có mấy em Magnet Stone nè. Magnet Stone. Ây da. Ây da, tính chạy đi đâu. Em phơ mày nè con. Em phơ mày luôn. Ây da, có được máu như vậy là quá ổn đó. Em phơ mày tiếp tục. Rồi, tới giờ dùng Whitbon rồi đó. Tới giờ thu phục rồi đó. Lần này thì quá dễ dàng để thành công luôn. Và quá ngon. Ờ, Ligarok kìa. Chúng ta sẽ cố gắng để mà tiến cấp nó trước khi trời nó trở thành hoàng hôn đó các bạn. Còn cái dạng nữa là cái dạng hoàng hôn đó. Trời ơi, chúng ta phải nhanh chóng lên. Mình đang nghĩ đến cái phương án thứ hai đó chính là dùng kẹo để mà tiến hóa luôn. Ôi ôi. Cái số kẹo mà tôi tích góp bao nhiêu lâu. Kẹo này nó không chế tạo được như hồi trước nữa các bạn ơi. Nên rất là khó. Mà nếu muốn chế tạo các bạn phải thay đổi công thức nữa. Thôi ôi, mà mình thì mình không có thích chơi vậy. Không chế ra kẹo thì nó sẽ làm cũng hay. Nó cũng tăng cái độ khó cho game một tí. Nhưng mà nó lại thực tế hơn. Ok, giống trong phim hơn chứ. Pokéchat. Ồ, Aider hả? Aider cái gì vậy? Một trong những cái tăng hiệu ứng hả? Chúng ta lại đi tìm những em boss thôi. Cứ ở đây và tìm boss thôi các bạn ơi. Để mình bay một vòng coi thử. Sẵn mình nhặt mấy cái Pokéchat này luôn nha. Trời ơi, xui nha. Ủa, muốn bon, ngon. Mới nói xui xong. Trời ơi. Để bay một vòng kiếm boss thử thôi. Nó không có thì mình sẽ đi về dùng kẹo cho con rốc rít cuối cùng này luôn nha. Ủa, chúng ta phát hiện ra một cái vùng mới nè. Đây là Iplane Try hay sao á. Nếu mình nhớ không nhầm, Iplane Try. Nói chung là cái vùng gì đó mà có chữ Try thôi. Energy Ball hả? Thôi. Trời, nó cũng tối rồi. Mình sẽ đi về nhà nha các bạn. Đi về nhà thôi. Mình sẽ dùng hai cái kẹo. Sẵn mình sẽ cất lại mớ đồ ở đây luôn nha. Dùng kẹo. Cái canh mặt trời nó sắp lặn. Chúng ta sẽ cho cái con rúp rúp này tiến hóa luôn nha các bạn. Trước mắt mình sẽ cho nó một cái cây kẹo trước nha. Nó mới cấp 23 thôi. Đó, cho một cây kẹo trước. Bây giờ mình sẽ canh mặt trời lặn thôi. Mặt trời nó vẫn chưa lặn. Canh nó một xíu thôi. Đó, nó đang bắt đầu lặn rồi kìa. Chờ nó xuống một xíu nữa mình sẽ cho tiến hóa luôn. Rồi, có vẻ là thời gian thích hợp rồi đó. Rúp rúp, con thứ ba đã bắt đầu tiến hóa rồi các bạn ơi. Và đây là hình dạng cái lúc hoàng hôn nha. Và màu cam quá đẹp luôn. Nó cũng tương tự cái em Lincoln Rock lúc ban ngày thôi. Nhưng mà nó chỉ khác màu cam. Và cái con mắt của nó cũng khác luôn. Đây là hình dáng của ba con này nha các bạn. Con này thì mắt màu xanh lá cây. Con kia mắt màu xanh dương. Và con buổi tối là mắt màu đỏ đó. Ok, thế là mình đã thực hiện xong thử thách của các bạn trong ngày hôm nay rồi nha. Đây là thử thách thu phục Rock Rock và tiến hóa ba dạng của nó. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like.
subscribe cho kênh Free Gaming và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến của các bạn ở phía dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.